Tiếp theo thì mình sẽ đi tìm hiểu về cái hỗn hợp giá thể trồng sen đá của nhà vườn Đà Lạt nhé. Thì trước khi đi vào đi trước khi tìm hiểu cái công thức của cái giá thể này thì mình cũng chia sẻ một đôi nét luôn. Đây là cái giá thể mà mình vừa mới mua về ở bên nhà vườn Đà Lạt. Đây chính là cái giá thể mà mình mua riêng. Đây là giá thể trồng trong chậu mà mình mua cả cây. Nhưng theo mình quan sát thì nó có sự khác biệt. Trước hết thì mình sẽ nói về cái lần mấy lần trước mình mua mua hoa và mua giá thể. Ở vườn mình thì không còn cái giá thể của mấy lần trước nữa, nhưng mà nói nôm na cho các bạn hiểu là cái giá thể lần trước mà mình mua thì nó mịn như bột như cái này này. Cái này là mình vừa mới sàng ra thì nó mới được như này này. Và nó có màu nâu hơn. Và cái giá thể mà trong trong cái bầu đất có hoa cũng vậy, thì nó cũng tương tự như cái chậu sen ngọc này này, nó rất là mịn như này này. Còn cái đợt lần này á, thì mình thấy là cái giá thể trong các cái bầu này thì không được như lần trước, nó chủ yếu là sơ dừa. Như các bạn nhìn thấy cây sen đá Phật Bà tím này là chủ yếu là sơ dừa này. Hoặc là như cây bánh sinh nhật này thì mình thấy trên bề mặt này là có trấu trấu hun, mà trấu hun này thì không được mịn cho lắm. Cái giá thể lần trước thì không có cái chuyện như này. Cái giá thể lần trước thì nó rất là mịn, nó như bột đấy. Thì mình sẽ bật mí cho các bạn là cái hỗn hợp giá thể lần trước mà mình lấy từ nhà vườn là gồm có những gì nhá. Cái này thì không phải là mình đoán, mà mình có hỏi nhà vườn là giá thể gồm có những gì thì người ta cũng không giấu giếm mà người ta chia sẻ cho luôn. Cái giá thể lần trước mà mình mua ấy thì gồm có cũng chủ yếu là sơ dừa, nhưng mà sơ dừa họ xay rất là mịn và họ sàng rồi, nó mịn như bột đấy. Thứ hai đó là phân các loại phân bón, phân hóa học, có phân hóa học thì nhà vườn có trộn phân vi sinh, phân NPK, còn phân phân hữu cơ là lần trước thì nhà vườn có sử dụng phân gà. Đó là phân thứ ba, đó là mà cho trấu, và cuối cùng đó là đất đen. Thì đó là cái hỗn hợp giá thể lần trước mà mình mua là gồm có sơ dừa, đất đen, tro trấu, phân gà và phân phân vi sinh và phân NPK. Một cái hỗn hợp mà nói chung là đầy đủ các cái yếu tố thích hợp để trồng sen đá và rất là giàu chất dinh dưỡng. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu cái công thức của cái giá thể lần này mình mua. Thì theo sự quan sát của mình thì sơ dừa đây thì nhìn rõ ràng rồi thì mình cũng nói, nhưng mà lần này thì nhà vườn không sàng qua cho nên là để rất là nhiều cái sợi to như này. Thứ hai đó là mình thấy có các cái cục như này thì mình đoán đây là một là phân gà, hai là phân 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 phân, phân dê, mà mình nghĩ đây là phân dê. Và cái giá thể lần này thì nó không có màu đen như lần trước, cho nên mình nghĩ cái đất lần này là không phải đất đen mà là đất đỏ. Thì theo mình biết thì cái đất đỏ này á, thì hàm lượng chất dinh dưỡng của nó thì không bằng đất đen. Còn một số thành phần bên trong thì theo mình thì cũng gồm có tro trấu. Và tóm lại là cái giá thể lần này thì gồm có sơ dừa, đất đỏ, phân phân dê. Còn phân hóa học thì mình cũng không biết là có hay không nữa. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục đi vào cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm thắc mắc. Đó là có nên sử dụng cái giá thể của cái nhà vườn này không, hay là chúng ta bỏ ra chúng ta thay cái giá thể mới. Thì cũng như cái bài trước mình đi sâu vào sơ dừa ấy, thì mình cũng chia sẻ rõ quan điểm là không biết sơ dừa có nóng hay không, nhưng mà một khi đã về xứ nóng, các bạn đã thuần sen đá cho nó theo cái khí hậu chỗ bạn được rồi, thì các bạn có thể sử dụng sơ dừa được. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn còn bạn nào mà sợ sơ dừa nóng mà không trồng thì các bạn có thể trồng trong các cái hỗn hợp giá thể khác. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái công thức hỗn hợp để các bạn tùy cơ sử dụng. Về cái chủ đề giá thể này thì trong kênh của mình thì cũng làm rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ngày thì càng thay đổi. Thứ nhất là những cái bạn nào mà ở tóm lại là những bạn nào mà kiếm được sơ dừa
mà các bạn chịu mà các bạn chịu sử dụng sơ dừa mà không sợ nó nóng ấy, thì các bạn cứ sử dụng nguyên liệu chủ yếu là sơ dừa. Thứ hai, những bạn nào mà có tìm ra xỉ than thì các bạn sử dụng xỉ than. Còn nếu mà các bạn mà không tìm được xỉ than và sơ dừa thì các bạn phải đi mua. Lần này thì mình sẽ không bày các bạn là mua các cái nguyên liệu riêng để trộn nữa, mà mình sẽ chỉ cho các bạn là các bạn một khi đã mua rồi ấy, thì mua luôn cả cái hỗn hợp mà người ta trộn sẵn cho mình luôn. Tức là các bạn lên một là các bạn lên các cái chợ online như là Lazada, Sen Đỏ hay là Shopee, các bạn tìm cho mình là giá thể trồng sen đá thì nó sẽ ra hàng loạt. Tuy nhiên thì mua cái loại này thì nó hơi mắc một xíu. Các bạn nào mà có điều kiện hoặc là các bạn trồng ít thì các bạn có thể mua được. Còn những bạn nào mà xác định mà làm mở shop kinh doanh sen đá mà các bạn không tìm ra các cái nguyên liệu để các bạn trộn ấy, thì các bạn mua cái đất đất nung, cái đất sét nung ấy, nó có tên gọi là Akadama. Cái này thì mình chưa trồng sen đá lần nào, nhưng mà theo mình được biết thì cái đất sét nung này nó vừa có yếu tố thoát nước tốt, giữ ẩm tốt, và cái đất sét nung này nó bản chất của nó đã có hàm lượng chất dinh dưỡng trong đấy rồi, cho nên là các bạn không cần trộn bất cứ với cái thành phần nào nữa, và các bạn để nguyên cái đất nung này các bạn trồng sen đá thì vẫn được. Tiếp theo là về công thức trộn hỗn hợp. Khi mà chúng ta đã tìm được cái yếu tố chủ yếu rồi, ví dụ như là xỉ than hay là sơ dừa, đó là các cái yếu tố chủ yếu, thì các bạn cần trộn thêm một số các cái yếu tố nữa. Thứ nhất đó là đất. Đất này thì nó có chức năng là khi các bạn trộn vào thì nó tạo chất kết dính giữa các thành phần với nhau. Và khi các bạn trồng, chẳng hạn như các bạn chỉ sử dụng mỗi cái sơ dừa thôi ấy, thì khi các bạn trồng cây vào các bạn sẽ thấy cái sơ dừa nó không được được kết dính cho lắm, và khi trồng cây vào cây nó hay dễ bị đổ. Cho nên là khi mà trộn đất vào ấy, thì thứ nhất là nó có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng, thứ hai là nó tạo chất kết dính để giữ vững cho cây đứng yên. Cái yếu tố thứ ba đó là tro trấu. Tro trấu thì nó có chức năng thứ nhất là cung cấp chất dinh dưỡng, và cái chức năng quan trọng hơn đó là tạo độ tơi xốp cho giá thể. Các bạn lưu ý là tro trấu chứ không phải là trấu sống. Trấu sống thì nó không có một cái chức năng gì cả. Trấu sau khi các bạn lấy về các bạn phải hun cho nó thành tro, thành tro mịn luôn, thì các bạn trộn vào các bạn sẽ thấy sự khác biệt, đó là nó rất là tơi xốp. Và khi mà trộn tro trấu vào cái giá thể thì sau một thời gian các bạn trồng sen đá, các bạn nhổ lên các bạn sẽ thấy là nó cũng như sơ dừa ấy, cái rễ của cái cây sen đá nó sẽ bám vào cái tro trấu của bạn, nó phát triển nhìn nó rất là hay. Cái yếu tố thứ ba đó là phân bón. Thì cái này có cũng được mà không có cũng được. Có thì sen đá của các bạn sẽ tốt hơn, mà không có thì cũng không sao. Phân bón thì có thể sử dụng phân hữu cơ, nếu như mà ở các cái vùng nông thôn. Phân hữu cơ thì các bạn sử dụng phân gì cũng được. Phân gà, phân phân dơi, phân dê, phân bò. Nhưng mà tất cả các loại phân hữu cơ cũng như đất hay như sơ dừa, xỉ than thì đều phải được xử lý. Xử lý như thế nào thì các bạn vào trong kênh của mình xem chi tiết. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể bổ sung thêm phân vi sinh. Còn nếu như ở thành phố các bạn không có trấu để hun thành tro thì các bạn có thể mua đá perlite để thay thế vào cái chức năng đó là tạo độ tơi xốp cho giá thể. Thì đó là những cái công thức đất mà mình chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo là mình sẽ lưu ý cho các bạn nhỏ. Nhiều bạn là không hiểu bản chất của cái việc sử dụng giá thể, và chỉ nghe người ta nói là giá thể thoát nước càng tốt thì trồng sen đá thì càng đỡ bị úng. Cho nên là các bạn có bạn thì đập mà gạch đập ngói, các bạn thì cho cả sỏi cả đá vào trong cái giá thể của mình trồng sen đá. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu mà cái sơ dừa như này hay cái đất ấy, thì cái rễ nó còn đâm vào được. Chứ nếu mà các bạn để một cái viên sỏi trong ấy thì khi mà cái rễ của các bạn nó phát triển ra, nó gặp viên sỏi thì làm sao mà nó còn có thể phát triển tiếp được. Cho nên là các bạn phải hiểu được bản chất của cái việc trộn giá thể này là như thế nào. Còn đất thì chỗ các bạn có đất gì thì các bạn sử dụng đất đó, miễn sao là cái đất của các bạn thì nó đừng có bị nhiễm phèn hay
đất trước khi mang đi trồng sen đá thì các bạn phải sàng qua để loại bỏ các cái cỏ hay là các cái sỏi đá trong đất. Tóm lại là cái giá thể trồng sen đá của các bạn nó càng tơi xốp, càng mịn bao nhiêu thì cái cây sen đá của các bạn khi mà trồng ra rễ nó càng phát triển được bấy nhiêu. Chứ không phải là các bạn xem nhiều cái clip hay là các cái hình ảnh giá thể trồng sen đá, các bạn cứ thấy người ta trộn các cái viên gì gì đó thì các bạn về các bạn học theo, các bạn đập gạch đập ngói ra các bạn trộn vào đấy thì nó cái này là phản khoa học, nó sai không phải. Giá thể càng mịn bao nhiêu thì cây nó sẽ tốt phát triển bấy nhiêu. Thì mình thì không viết kịch bản ra, nói chung là cũng không có thời gian để soạn kịch bản, cho nên là mình nghĩ tới đâu mình chia sẻ tới đó. Chắc nó cũng hơi hơi lằng nhằng và hơi bị lặp lại, cho nên các bạn thông cảm. Mình sẽ chịu khó mình tua nhanh để cho các bạn nghe cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Cái nữa đó là các cái bạn nào muốn nhận xét giải đáp thắc mắc ở phía dưới thì các bạn làm ơn các bạn nhắn tin có tiếng, nhắn tin có dấu. Chứ các bạn nhắn tin không có dấu thì mình không dịch được ra. Và các bạn cũng nhắn tin theo cái ngôn ngữ phổ thông chung. Nhiều bạn các bạn nhắn tin theo cái ngôn ngữ địa phương của các bạn mà mình đọc thì mình không hiểu gì hết cả. Thì cái bài viết này thì mình xin kết thúc tại đây. Cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sang chậu cho sen đá, một cái cách rất là hay mình mới học được của người nước ngoài. Còn bây giờ thì xin tạm biệt.